Hôm nay mình sẽ làm cái món là bánh lợn nhá. Bánh lợn này là bánh của người Huế ạ. Để làm bánh lợn này các bạn cần chuẩn bị cho mình này: bột gạo này, bột năng này, tôm này, thịt băm này, hành lá này, hành tím này, gia vị này, dầu ăn này và lá chuối để mình gói. Ở đây mình sẽ dùng là 150 g bột gạo và khoảng 15 g bột lăng. Mình trộn lại với nhau. Nước các bạn cho mình khoảng 300 ml nước lọc nhé. 300 ml nước lọc. Dầu ăn các bạn cho mình 3 thìa. Ba thìa cà phê đấy ạ. Còn bình thường mình sẽ không cho gì, còn nếu các bạn thích thì các bạn cho một chút muối hoặc một chút hạt nêm cho cái vỏ bánh nó ngon hơn. Bạn có thể cho ít muối hoặc ít hạt nêm cho vỏ bánh ngon hơn hoặc không cần cho cũng được. Chỉ cần dầu ăn, nước và bột năng, bột gạo. Bây giờ các bạn quấy đều lại lên cho mình. Để cái hỗn hợp này, đây mình nói lại nhé, các bạn cứ đong cho mình khoảng 150 g bột gạo này, 15 g bột năng này và 300 ml nước lọc với 3 thìa dầu ăn, 3 thìa cà phê dầu ăn. Có dầu ăn thì bánh của chúng ta sẽ không bị dính khi mà mình bóc. Bây giờ hòa tan lại với nhau như này. Trước khi đi nấu thì mình sẽ lọc bằng cái dây sau. Bây giờ mình cứ hòa tan với nhau như này. Các bạn để bột nghỉ khoảng nửa tiếng cho mình. Quay sang mình làm nhân bánh. Nhân bánh ở đây thì gồm có này, tôm này, thịt này. Các bạn dùng một phần tôm, một phần thịt. Đây là khoảng 100 g tôm, 100 g thịt. Mình đã bóc vỏ tôm sẵn rồi. Nhìn ít như này thôi nhưng mà đủ đấy ạ. Một ít hành lá, một ít hành tím. Và bây giờ mình sẽ băm tôm nhỏ và ướp với thịt. Bây giờ các bạn ướp nhé, ướp như gia vị vào nhé. Hạt lêm, bột ngọt cho một chút xíu ạ. Muối và một chút nước mắm. Các bạn ướp theo khẩu vị của gia đình nhé. Bây giờ quấy đều lên cho mình. Cho thêm một chút dầu điều cho nó màu sắc của món ăn đẹp hơn. Món bánh này đẹp không? Có thể là băm một chút đầu hành vào, các bạn ướp cùng cũng được. Cái món này để ăn với nước mắm ngọt. Các bạn pha nước mắm cho đường rồi. Ướp khoảng 15 đến 20 phút rồi mình sẽ đi xào. Mình sẽ băm hành tím mình xào cục. Cho chút ăn dầu ăn vào để mình xào nhân nhé. Các bạn làm cho cái phần hành tím này là thơm lên, xào. Sau đó các bạn nhân cho xào củ. Bây giờ mình khi mà xào chín rồi mình có thể cho ít hành lá hoặc không cho, có vẻ mình sẽ đi làm bánh luôn nhé. Khi bột của chúng ta mình đã
Để được khoảng nửa tiếng rồi, bây giờ mình sẽ dây luôn ra cái nồi. Dây luôn cái nồi để mình đi nấu luôn. Rồi. Các bạn quấy bột như quấy làm bánh tẻ nhé. Quấy cho nó bật lửa sống lửa chín. Rồi mình đặt lại thì mình sẽ đi làm bánh luôn. Các bạn quấy liên tục để cho nó không bị bén nồi nhé. Sắp được rồi đấy, nó cứng rồi đấy. Này các bạn tắt bếp nhưng các bạn vẫn đảo cho mình nhé, để nó trong hơn là được. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi mình làm bánh luôn nhé. Bây giờ tiến hành làm bánh nhé. Các bạn dàn bánh á. Các bạn dàn bánh ra cho mình nhé. Tùy theo các bạn làm to hay nhỏ. Thường thường thì các bạn làm vừa như này thôi ạ. Cho nhân vào. Nhân của mình hôm nay màu không được đẹp cho lắm, vì mình không có cái màu đỏ. Dùng màu của dầu điều thì nó vẫn chưa được đẹp lắm. Các bạn gấp lại làm ba cho mình nhé. Vuốt nhẹ. Những cái khác các bạn làm tương tự nhé. Lại lấy bột cho vào. Lá bánh thì mình đã trần với nước nóng. Cái nước này mình không lau vì nó là nước nóng. Nước đun sôi nên sẽ không làm cho bánh hỏng. Lại gấp lại. Cái bánh này nó có đặc điểm là mình không gói cho một lớp bột phủ nữa, mà mình chỉ cho như vậy thôi, không cần phải dùng dây buộc gì cả. Đấy, các bạn cứ làm tương tự đến hết nhé. Rồi cho mình bây giờ đi chuẩn bị luôn một cái nồi nước cho nó sôi, khi gói xong mình sẵn hấp đấy. Bây giờ mình sẽ đi hấp luôn các bạn nhé. Nồi nước mình đã chuẩn bị nó sôi rồi. Các bạn phải hấp khi nước nó đang sôi nhé thì nó mới ngon ạ. Đây, khi nồi nước sôi này các bạn cho vào. Hấp khoảng 20 phút là được rồi ạ. Sau khoảng 20 phút mình sẽ bỏ ra nhé. Rồi các bạn đã tắt bếp và mình sẽ để cho nguội bớt để mình bóc bánh nhé. Khi bánh đã nguội bớt rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Các bạn ơi, khi mình bóc ra bánh của mình như thế này ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé và mình sẽ nói đến nhé, xem cái mùi vị nó như thế nào nhé. Thơm, ngọt và cái mùi của tôm thịt này rất là dễ ăn ạ. Và cái vỏ bánh của chúng ta rất là mềm và vừa vặn ạ.
Giờ mình sẽ dừng video về cách làm bánh nậm tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.